Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247. Chủ đề cưới trước yêu sau trong các bộ phim Thái Lan tưởng chừng quá đỗi quen thuộc, nhưng chỉ cần thay rượu mới thì chiếc bình cũ này vẫn được người xem háo hức đón chờ. Ngay sau đây, hãy cùng kênh điểm qua top 10 phim tình cảm Thái Lan cưới trước yêu sau hay nhất năm 2023 nhé! 1. Nàng dâu tinh quái Nicha Nutanicha Pol Nawas. Pawini tức giận sau khi phát hiện ra việc chị gái mình bị mẹ chồng và em dâu bắt nạt tới mức kiệt sức và qua đời. Vì vậy, cô quyết định kết hôn với anh rể nốt để chăm sóc cháu trai theo nguyện vọng của chị mình. Sau đó, Pawini chuyển đến nơi chị gái cô sống và bắt đầu chiến đấu với mẹ và em gái của anh ấy. Cô ấy không nhượng bộ họ như chị gái cô ấy đã làm và vì vậy, cuộc trả thù của cô ấy bắt đầu. Nhưng càng chung sống lâu với nốt, cô càng nhận ra mình có tình cảm với anh ấy bởi nốt thực sự là một người chồng tuyệt vời. 2. Hương tình yêu dấu Eurojotsawat Prapieramida. Phim xoay quanh sự việc Lalin đánh cắp chìa khóa két sắt với tài sản trị giá hàng tỷ bạt của mẹ cô để trốn đi tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài mà không hề hay biết. Natafon, bố dượng mới, đang lên kế hoạch để trừ khử cô. May mắn thay, cô thoát chết và lạc vào trang trại của Pi, chàng thanh niên đẹp trai đã cướp đi nụ hôn của cô ấy ngay đêm đầu tiên gặp gỡ. Để lần trốn và tìm lại chiếc chìa khóa két sắt bị mất, Lalin đã nói dối mọi người rằng cô là người yêu của Pi và dùng tấm ảnh lúc hai người hôn nhau làm minh chứng. Chính lời nói dối bâng quơ bộc phát ấy đã đưa cô bước vào một cuộc hôn nhân giờ khóc giờ cười. 3. Vì yêu James Ma Pierinrada. Phim xoay quanh cô gái Nurin, một cô gái có biệt tài đoán biết trước nguy hiểm nên cô được chọn làm người bảo hộ cũng như cận vệ cho Simburin. Mối quan hệ của họ từ ghét bỗng trở thành yêu, nhưng liệu mối tình chắc trở này sẽ đi về đâu khi đối thủ của Simburin luôn trực chờ hãm hại anh và sẵn sàng giành lấy Nurin bất cứ lúc nào. 4. Là em Yaya Urasaya Mario Maurer. Phim kể câu chuyện của anh chàng Kaukla Mario Maurer. Anh đến không gian hiện tại từ một dòng thời gian khác và tình cờ gặp gỡ Sai Kim Yaya Urasaya, một cô gái có cuộc sống vô cùng cô độc. Cả hai đã phải lòng nhau và cùng viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào. 5. Cô dâu bị cáo Hannah Lewis Big Em Gritarit. Phim kể cô nàng Inchan bị gia đình lừa kết hôn với một tỷ phú giả để trở món nợ khổng lồ. Phản đối cuộc hôn nhân trên, cô bỏ trốn và vô tình gặp một chủ vườn nho trẻ tên Sichon. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi số phận cả hai bằng một cuộc hôn nhân thỏa thuận. 6. Nàng dâu của ông trùm Om Kanin Pima Bunsararun. 7. Yêu thầm anh xã Mark Brin Melnita. 8. Rể nhà nông dâu phố thị Kem Hutsawi Mukda Narinrak. 9. Mắt xích hận thù Kem Hutsawi Mukda Narinrak. 10. Định mệnh trái ngang Boom Kit Kong Pimi Pimprapa. Nếu bạn yêu thích thể loại cưới trước yêu sau thì đừng bỏ lỡ những bộ phim mà kênh vừa mới giới thiệu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video mới hơn.